Muốn xem lại bản phát lại trên livestream TikTok thì xem như thế nào? Nếu bạn chưa biết cùng theo dõi hết video này của mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào TikTok ha. Các bạn chọn vào chỗ hồ sơ nè. Ở đây các bạn chọn vào chỗ ba gạch nè. Tiếp tục các bạn chọn là cài đặt và quyền riêng tư. Ở đây các bạn chọn chữ like. Rồi các bạn chọn là bản phát lại like. Đó, đây là toàn bộ những cái phiên like của mình nha các bạn. Tiếp tục các bạn nhấn chữ tải về để tải cái phiên like đó về. Nhấn chỗ cái kéo để cắt một đoạn hết các bạn. Rồi, rất là đơn giản. Phạm Tông chia sẻ hết mình, nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.